Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 12 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ngân hàng chính sách chi nhánh tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ năm 2023. Huyện ủy Văn Lâm, Văn Giang và Tiên Lữ triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. Nhiều gia đình ở thành phố Hưng Yên trồng cây cảnh được mùa, được giá. Chi cục thi hành án tỉnh tiêu hủy trên 60kg ma túy. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên và gặp mặt Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh và Ban liên lạc các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tiếp và làm việc với nguyên Chủ tịch nước có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, đã góp phần làm rạng rỡ quê hương, đất nước. Tên tuổi của đồng chí mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Trong không khí trang trọng phấn khởi đón Tết Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2022. Những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng trong năm 2023. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với tỉnh Hưng Yên và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng trước những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong năm qua. Đồng chí mong muốn Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, sáng tạo, cần cù trong lao động, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh sang năm mới an khang, thịnh vượng, sớm đạt và vượt các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục đưa tỉnh Hưng Yên phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tiếp đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dự buổi gặp mặt Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên và Ban liên lạc các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, thống nhất, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, bị tra tấn dã man trong 14 nhà tù của địch nhưng vẫn kiên trung, một lòng với nước, với dân, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trở về sau chiến tranh, những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy năm xưa, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn Ban liên lạc sớm kiện toàn, đồng thời đề nghị các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tiếp tục nêu cao ý chí, bản lĩnh và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục là cánh tay nối dài của cấp ủy và chính quyền các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao gương sáng trong đời thường. Chúc các đồng chí mạnh khỏe và sống lâu, tiếp tục đóng góp cái vai trò, vị trí quan trọng của mình cho lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp và địa phương, để là cái lòng tin truyền thống này để giữ mãi. Có tiền có thể mất, có thể tìm ra được, nhưng mà lòng tin với uy tín mất không tìm là được, không mua được. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tặng quà Tết và chúc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết thống nhất cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa. Sáng ngày 11 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2023. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy,
Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tổng dư nợ cùng đạt trên 3.500 tỷ đồng, chi nhánh đã giúp trên 31.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách giúp gần 4.400 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 6.300 lao động, giúp trên 900 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây dựng cải tạo gần 25.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 2.300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực tích cực của các thành viên ban đại diện hội đồng quản trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự an toàn của nguồn vốn, huy động vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc tại cơ sở, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp khách hàng thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn. Huyện ủy Văn Lâm, Văn Giang và Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị tại huyện ủy Văn Lâm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2022, huyện ủy Văn Lâm đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị kế hoạch, đa dạng hình thức tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân. Năm 2023, huyện phấn đấu kết nạp 147 đảng viên mới, trên 98% đảng viên, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảng bộ huyện đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu, thời gian tới, huyện Văn Lâm cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp, chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tập trung cụ thể hóa triển khai chương trình phát triển đô thị huyện Văn Lâm giai đoạn 2021-2025 để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại huyện Văn Giang có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Năm 2022, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đã thành lập được một chi bộ thuộc huyện ủy, một chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, kết nạp 75 đảng viên, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 27.000 tỷ đồng, đạt gần 477% so với kế hoạch. Có thêm 2 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, thêm 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số toàn huyện có 5 xã và 24 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện ủy Văn Giang phấn đấu tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao kỷ cương kỷ luật công vụ, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đô thị và nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện những dự án lớn. Sự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại huyện Tiên Lữ có đồng chí Đặng Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2022, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của huyện. Huyện đã kết nạp mới 61 đảng viên, trao tặng huy hiệu Đảng cho hơn 440 đảng viên, có 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu định hướng công tác trong năm 2023, đồng chí Đặng Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, bên cạnh các mục tiêu huyện đã xây dựng kế hoạch, Đảng bộ huyện Tiên Lữ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Đăng Sức tại Đảng bộ xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử.
Trao huy hiệu cho đảng viên Bùi Đăng Sức, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy nhấn mạnh, đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là vinh dự của đảng bộ huyện Phù Cừ và đảng bộ tỉnh. Đồng chí chúc đảng viên Bùi Đăng Sức mạnh khỏe, trường thọ, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục con cháu tích cực học tập lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh cũng đã đi thăm tặng quà Tết của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho một số gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện Phù Cừ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu xuân 2023. Đẩy nhanh tiến độ tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, rà soát để kịp thời thay thế bổ sung hệ thống biển báo giao thông, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, đảm bảo cho phương tiện và người dân lưu thông an toàn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tích cực đầu tư, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật nên nhiều gia đình trồng cây cảnh trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có những vườn cây cảnh cho thế và dáng đẹp, được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ thuận lợi và giá bán cao hơn từ 10 đến 30% so với Tết Nguyên đán năm 2022. Những ngày này, gia đình ông Dương Văn Hiến, thôn 2 xã Quảng Châu đang tất bật với công việc đánh vận chuyển cây đào cảnh cung cấp cho khách hàng. Với trên 200 gốc đào, chủ yếu là đào thất thốn, đào bích và đào phai, có dáng đẹp, hoa nở to, nhiều nụ, lộc, ngay từ đầu tháng 12 âm lịch đã có nhiều khách hàng tới chọn và đặt mua. Thời điểm hiện tại, gia đình đã cho thuê và bán được trên 60% tổng số cây trong vườn với giá trung bình từ 1,5 đến 8 triệu đồng một gốc. Riêng đào thất thốn có giá từ 50 đến 60 triệu đồng một gốc, cao hơn so với thời điểm Tết Nguyên đán năm 2022 từ 20 đến 30%. Nhà vườn năm nay cũng căn là tương đối là phù hợp kịp Tết đối với người tiêu dùng. Mình tiêu thụ được 60% rồi. Vườn mình có cái chuyển biến mới, tức là mình đã mở rộng ra thị trường và trong Sài Gòn ấy, trong đấy là họ đang phản hồi lại là tiêu thụ tương đối là tốt. Còn chục ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán, song thời điểm hiện tại, gia đình bà Đặng Thị Mai, xã Hồng Nam đã tiêu thụ gần hết 100 chậu bưởi cảnh với giá dao động từ 5 đến 20 triệu đồng một chậu và hiện đang tập trung bán số quất cảnh còn lại. Bà Mai cho biết, năm nay lượng người mua và thuê cây cảnh chơi Tết sớm hơn mọi năm và dù giá cây cảnh có cao hơn, song việc tiêu thụ vẫn rất thuận lợi. Bưởi với quất thì tóm lại nó tầm khoảng 2.000 cây, nhưng bây giờ thì mình bán được khoảng 50% rồi. Cái giá cả thì năm nay thì hơn năm ngoái. Nghề trồng cây cảnh hiện không chỉ phát triển ở các huyện Phan Giang, Quảng Châu mà trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng có gần 100 hộ trồng, chủ yếu là bưởi, đào, quất, tập trung ở xã Quảng Châu, Hồng Nam, Hồng Châu. Việc tiêu thụ đang diễn ra thuận lợi, bán được giá đã giúp cho các chủ vườn tăng nguồn thu nhập, chuẩn bị chào đón một năm mới với hạnh phúc đủ đầy. Nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, huyện Yên Mỹ đã huy động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trao gần 3.000 suất quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người yếu thế trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đến 700.000 đồng. Tuy giá trị không lớn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Yên Mỹ mong muốn mang đến cho những hộ nghèo cận nghèo một mùa xuân ấm áp, một cái Tết ý nghĩa hạnh phúc. Hiện huyện Yên Mỹ đang giao nhiệm vụ cho các đoàn công tác về trao tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Tổng Công ty May Hưng Yên đã tổ chức tặng hơn 100 suất quà cho người cao tuổi trên địa bàn phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Mỗi suất quà là 300.000 đồng tiền mặt. Đây là hoạt động xã hội thể hiện tình cảm, sự quan tâm, động viên của doanh nghiệp với người cao tuổi nhân dịp Tết đến xuân về. Năm qua, nhờ sự linh hoạt, nỗ lực của cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty May Hưng Yên vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng tốt. Qua đó, đời sống của các cán bộ công nhân viên được đảm bảo,
có mức lương thưởng Tết khá, công tác an sinh xã hội của tổng công ty được chú trọng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái quan tâm đến người cao tuổi và tri ân các cụ, đó là một cái nét đẹp văn hóa để các cụ có tinh thần sống khỏe, sống vui và sống hạnh phúc. Và chính như vậy thì chúng tôi đã phối hợp với lại thành phố, với phường Minh Khai, hàng năm chúng tôi đã tri ân và chúc thọ các cụ. Thì đó là một cái niềm vui phấn khởi của gia đình và đặc biệt cũng như là cán bộ công nhân viên của chúng tôi chúc thọ các cụ ở tại phường Minh Khai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2023. Năm 2022, các cơ quan thông tấn báo chí và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, bảo đảm phản ánh toàn diện, kịp thời, hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh với hơn 700 tin bài, ảnh, phóng sự về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, đăng tải trên 100 tác phẩm báo chí trên báo Quân đội Nhân dân, báo Quân khu 3, tạp chí Quốc phòng Toàn dân, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, kinh nghiệm, cách làm hay cho công tác phối hợp tuyên truyền và thống nhất một số nội dung trọng tâm cho công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023. Hội đồng tiêu hủy vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy vật chứng liên quan 6 vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã được Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử. Vật chứng tiêu hủy gồm hơn 60kg ma túy các loại và một số vật chứng thông thường bằng biện pháp đốt cháy đối với ma túy và đập vỡ làm mất giá trị đối với các vật chứng thông thường. Việc tiêu hủy được thực hiện tại bãi rác xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, bảo đảm các trình tự theo quy định của pháp luật. Có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát cơ động. Đến 10 giờ 30 phút, việc tiêu hủy hoàn thành, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, vật chứng bị tiêu hủy hoàn toàn. Vừa qua tại xã Nghĩa Trụ, Tòa án Nhân dân huyện Văn Giang đã xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ nhất vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, Lò Văn Năm, Lò Văn Cay, Lò Văn Đọ, Lò Văn Mín cùng nhau góp mỗi người 500.000 đồng để mua ma túy sử dụng. Đọ cầm số tiền góp được cùng Cay thuê xe taxi đến tỉnh Bắc Ninh mua ma túy rồi mang về phòng trọ, thôn 14, xã Nghĩa Trụ cùng nhau chia được 32 tép heroin. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo từ 1 đến 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ hai vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Công an xã Phụng Công đã phát hiện bắt quả tang Lưu Đình Trọng sinh năm 1977 về hành vi cất giấu trái phép tổng cộng 4,57 gam ma túy loại heroin. Tòa án Nhân dân huyện Văn Giang đã xử phạt bị cáo Lưu Đình Trọng 4 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tập trận hạt nhân ngay trong tháng 2 năm 2023 nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đang là vấn đề nghiêm trọng, đáng quan tâm nhất, không chỉ bởi với Hàn Quốc mà còn cả với Mỹ. Hai nước đều có nhu cầu phòng ngừa và ngăn chặn các mối đe dọa này. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc tiến hành một cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân, chia sẻ thông tin và huấn luyện để thực hiện hiệu quả sự răn đe mở rộng. Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về kế hoạch tập trận hạt nhân sắp tới với Hàn Quốc, song khẳng định liên minh Mỹ-Hàn sẽ luôn vững chắc, đặc biệt là trong việc giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên sau hàng loạt các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong năm 2022, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng vươn tới Mỹ. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Nhằm đối phó với những thách thức về y tế, mới đây Italy và Cuba đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó có các chuyên gia đến từ Cuba được triển khai tới Italy để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện công của nước này.
51 chuyên gia y tế Cuba đã tới Italy để tham gia vào việc hỗ trợ củng cố hệ thống y tế cho quốc gia châu Âu. Trong những năm qua, việc cắt giảm chi tiêu cho y tế công cộng đã làm chậm quá trình tuyển dụng bác sĩ mới ở tất cả các khu vực của Italy, đặc biệt là những khu vực đang đối mặt với những thách thức lớn về hệ thống y tế như Calabria ở miền nam của đất nước. Các bác sĩ Cuba nổi tiếng trên toàn thế giới về năng lực và tính chuyên nghiệp, nhưng chính khía cạnh con người trong vai trò này dường như mới là động lực chính thúc đẩy các chuyên gia y tế này. Đó là một trải nghiệm mới. Tôi sẽ làm quen với một nền văn hóa khác và sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là mục tiêu nghề nghiệp của chúng tôi, giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của chúng tôi nhất. Các bác sĩ Cuba đầu tiên sẽ sớm bắt đầu làm việc tại nhiều bệnh viện ở Calabria. Trong thời gian chờ đợi, họ đã tham gia một khóa học bằng tiếng Italia để cải thiện kỹ năng giao tiếp với các đồng nghiệp địa phương và bệnh nhân ở địa phương. Họ là những người đầu tiên trong nhóm gần 500 bác sĩ Cuba sẽ làm việc tại các bệnh viện ở Calabria trong ít nhất một năm. Cứu giúp người bệnh là một sứ mệnh mà các bác sĩ Cuba đã thực hiện trong nhiều năm ở khắp nơi trên thế giới và bây giờ là ở châu Âu. Ngày 11 tháng 1, chính phủ Uganda tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã chấm dứt sau gần 4 tháng hoành hành, khiến ít nhất 55 người tử vong. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu sự kiện, Bộ trưởng Y tế Uganda tuyên bố nước này đã kiểm soát thành công đợt bùng phát dịch Ebola. Trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới cũng xác nhận diễn biến trên. Cho phép tôi thay mặt Ngài Bộ trưởng tuyên bố rằng dịch Ebola bùng phát tại Uganda đã kết thúc. Theo WHO, đợt dịch Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong vòng 42 ngày liên tiếp, tức là gần gấp đôi thời gian virus Ebola ủ bệnh. Tuyên bố của WHO nhấn mạnh, Uganda đã nhanh chóng dập tắt được dịch nhờ tăng cường các biện pháp then chốt như giám sát, theo dõi các trường hợp tiếp xúc và mắc bệnh, kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Theo số liệu của WHO và Bộ Y tế Uganda, đợt dịch Ebola bùng phát từ tháng 9 năm 2022 tại quốc gia Đông Phi đã cướp đi sinh mạng của 55 người trong số 142 người bị nhiễm. Trong số những người tử vong có 6 nhân viên y tế. Truyền thông Ấn Độ đưa tin một sự cố hy hữu xảy ra trên một chuyến bay của một hãng hàng không nước này khi chiếc máy bay đã cất cánh nhưng bỏ quên 55 hành khách đang trên xe buýt trung chuyển. Theo đó, chuyến bay của hãng hàng không Go First Airways khởi hành từ Bengaluru đến Delhi vào sáng 9 tháng 1 đã cất cánh trong khi hơn 50 hành khách đang ở trên xe buýt trung chuyển. Các hành khách bị bỏ quên được chuyển sang chuyến bay khác vài giờ sau đó và được hoàn tiền vé. Một trong số các hành khách mô tả đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất và gọi sự cố là đỉnh cao của sự sơ suất. Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết đã yêu cầu hãng hàng không Go First Airways nộp báo cáo giải trình sự việc bỏ quên hành khách và thêm rằng sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Go First Airways đã phản hồi các phàn nàn của hành khách rằng họ xin lỗi vì sự bất tiện, song không đưa ra tuyên bố nào về sự cố. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên website hungyentv.vn, trên TikTok Truyền hình Hưng Yên HDTV. Thân ái chào tạm biệt.